Lê Tư lộ không gian sống sang chảnh, địch lệ nhiệt ba như tượng sáp vẫn lấn át Châu Đông Vũ. Mới đây, Lê Tư có đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đệ nhất mỹ nhân TVB tại lớp trang điểm sau một ngày hoạt động bên ngoài. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đoạn clip có thể thấy, dù sau khi tẩy trang và không còn lớp mỹ phẩm trên mặt, thì nhan sắc cùng làn da của Lê Tư vẫn vô cùng hoàn hảo. Đường nét trên gương mặt của đệ nhất mỹ nhân TVB ở tuổi 50 được nhận xét là trông chẳng khác so với thời trẻ. Tuy nhiên lần này, cư dân mạng lại không quá chú ý tới nhan sắc của Lê Tư, thay vào đó là không gian phòng tắm nơi mà đệ nhất mỹ nhân TVB đứng tẩy trang. Có thể thấy rõ, chiếc bồn rửa mặt nơi Lê Tư đứng vô cùng sáng bóng, thậm chí còn sáng bóng tới nỗi ánh đèn phản chiếu cả vào cánh tay của Lê Tư. Netizen không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị trước không gian sống sang trọng cao cấp của đệ nhất mỹ nhân TVB. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Lê Tư khiến công chúng ngỡ ngàng về độ giàu có của bản thân sau khi về làm dâu hào môn. Không chỉ khu vực nhà tắm, Lê Tư thậm chí còn có cả bể bơi trong nhà, được đặt cạnh phòng tập gym. Nhắc đến vấn đề nhan sắc của những sao nữ, mới đây ba sự kiện hot của showbiz Hoa ngữ đã cùng được tổ chức với sự tham gia của dàn sao nổi tiếng như địch lệ nhiệt ba, Lộc Hàm, Lý Dịch Phong, Châu Đông Vũ, Dương Dương và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông cũng như cộng đồng cư dân mạng. Là một trong những sao nữ hot nhất hiện nay, địch lệ nhiệt ba luôn chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên lần này, cô lại không được netizen đánh giá cao vì sự thay đổi tạo hình. Lựa chọn cách trang điểm nhẹ nhàng lại khiến mỹ nữ Tân Cương như bị cộng thêm vài tuổi. Thậm chí nhiều người còn nhận xét một số góc chụp cô có hơi giống tượng sáp. Dù vậy, địch lệ nhiệt ba vẫn đủ khả năng lấn át Châu Đông Vũ khi mà nàng ảnh hậu bị netizen chê là có thân hình nhỏ bé, thiếu đường cong nhưng lại thích diện những trang phục cắt xẻ táo bạo. Về Châu Đông Vũ, cô là tam kim ảnh hậu trẻ nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc và được các bậc tiền bối trong nghề đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, so với nhiều mỹ nhân khác từng đạt được danh hiệu tam kim ảnh hậu trước đó, ngoại hình của Châu Đông Vũ không có gì nổi bật, trên gương mặt thậm chí còn có nhiều khuyết điểm. Xét trên điều kiện khắc khe thì cô không thể so sánh với những siêu sao như Củng Lợi, Châu Tấn hay Trương Tử Di. Mặc dù vậy, Châu Đông Vũ có khí chất nổi bật và có thể dễ dàng điều khiển những nhân vật khó nhằn trong phim. Cô kết hợp hoàn hảo giữa sự mong manh và bướng bỉnh để tạo cho nhân vật một tính cách độc đáo, gây được tiếng vang trong lòng khán giả. Sự xuất hiện của Châu Đông Vũ dễ khiến khán giả cảm thấy muốn bảo vệ, nhưng cũng vì yếu tố ngoại hình mà lối diễn xuất của cô có những hạn chế. Châu Đông Vũ đã đạt được thành tích ấn tượng trong các bộ phim điện ảnh, nhưng về mảng phim truyền hình mà cô đóng vai chính, hầu như luôn bị khán giả chế giễu, kỹ năng diễn xuất một lần nữa được đặt dấu chấm hỏi lớn. Trên thực tế, nhiều người đã từng tiếp xúc với Châu Đông Vũ có một số ý kiến phàn nàn về cô ấy. Vào ngày 25 tháng 8, một nghệ sĩ biểu diễn của nhóm từng cộng tác với Đông Vũ 5-6 năm trước đã đăng một bài viết vạch trần những khía cạnh mà netizen chưa từng biết về tam kim ảnh hậu Châu Đông Vũ. Diễn viên trong nhóm nói rằng Châu Đông Vũ thường chơi bài lớn và sẽ hướng dẫn trợ lý làm việc này. Sau khi hoàn thành mỗi cảnh quay, cô ấy thoát vai và tỏ ra khá kiêu ngạo. Điều khiến cả nhóm ấn tượng nhất là Châu Đông Vũ giơ ngón giữa trước mặt rất nhiều người trong một lớp học. Với tư cách là người của công chúng, cô ấy nên làm gương thay vì có những hành động kém duyên đến như vậy. Hành vi của Châu Đông Vũ thực sự không phù hợp. Người này cho biết anh ta thực sự có những ấn tượng không tốt đẹp về cô gái này. Ngoài ra anh ta còn nói thêm về ngoại hình của Đông Vũ. Ngoài đời cô ấy thực sự rất thấp và rất gầy. Làm sao cô ấy có thể nổi tiếng được như vậy? Ngoài công việc đóng phim, danh tiếng của Châu Đông Vũ thực sự chỉ ở mức trung bình khá. Thời gian gần đây, cô thường xuyên nhận được những tin tức tiêu cực. Châu Đông Vũ từng gây tranh cãi khi hét giá trên trời lúc được mời liên hệ làm việc. Nhiều người cho rằng cô không đủ tư cách để trở thành một hình mẫu trong ngành công nghiệp giải trí. Một người trong giới thẳng thắn, chị Châu Đông Vũ được khuyến cáo không nên nói những điều ngu xuẩn khi bàn về đạo đức nghề nghiệp của người làm nghệ thuật. Hãy bắt đầu bằng việc không giơ ngón tay giữa nơi công cộng nhé.